xin chào mọi người. Mình sẽ sử dụng cái giấy lai tăng này để vẽ nha. Mình mua trên Lazada mọi người. Mình sẽ lấy cái màu vàng nhẹ để làm bầu trời nha. Mọi người sẽ pha màu vàng với lại một ít cam để được cái màu vàng nhẹ như thế này. Mình lấy màu cam để blend nữa mọi người. Mình sẽ pha màu đen với lại một ít màu xanh để vẽ cái biển nha. Mình sẽ lấy cái màu vàng như thế này để làm hoàng hôn phản chiếu xuống nước các mọi người. Mà mình pha màu vàng với lại một ít cam nha mọi người. Mình sẽ sử dụng cái cọ này nha. Mình sẽ pha màu nâu nhiều và cho một ít màu đen thôi. Mình sẽ lấy cái màu vàng để vẽ nha. Mình sẽ pha màu xanh đen với lại một ít trắng, sau đó mình sẽ vẽ. Mình sẽ lấy cái màu xanh lá đậm của màu Himi để vẽ mọi người. Tiếp theo là mình lấy cái màu xanh đen. Ok, mình sẽ vẽ mặt trời. Sau khi chờ bức tranh khô thì mình sẽ ăn cái bánh tráng cuốn này nha, rất là ngon luôn á mọi người. Và mình sẽ uống trà sữa này nha. Tiếp theo mình sẽ ăn cái kẹo matcha này, rất là ngon á mọi người. Và mình sẽ viết bài một chút nha. Thì mình học lớp 7, mình đang viết bài ngữ văn á mọi người. Và mình sẽ học bài một chút nè. Ok, bức tranh đã khô, mình sẽ vẽ tiếp nha. Mình sẽ lấy cái màu nâu trộn với lại một ít màu đen để vẽ mây á mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái màu vàng nhẹ, mình trộn màu vàng qua là màu cam để được cái màu như thế này. Còn mình sẽ vẽ mặt trời bằng chiêu xuống nước các mọi người. Ok, mình sẽ pha màu xanh đen qua là một ít trắng. Mình sẽ lấy cái màu xanh cobalt trộn qua là một ít màu trắng. Và tiếp theo thì mình sẽ pha màu xanh cobalt với lại một ít màu trắng. Và mình sẽ lấy cái màu vàng nhẹ quẹt quẹt làm mấy cái hoàng hôn. Mình sẽ lấy màu trắng để quẹt. Mình sẽ pha màu xanh cobalt với lại một ít trắng, sau đó mình quẹt. Lúc này là buổi tối vẽ nên nó hơi tối mà. Mình sẽ lấy cái màu trắng để vẽ sóng nha. Mình sẽ pha màu xanh đen và một ít trắng và cho một ít xanh lá sẽ được cái màu như thế này. Sau đó mình chờ nhẫn chấm vẽ mấy cái mây. Lúc này là mình lo vẽ nên là video mà mình không biết cùng với bạn thông cảm nha. Mọi người cứ vẽ theo mình mấy cái sóng hoàng nhèo như thế này là được nha. Mình vẽ kiểu như nó không có giống cho mấy á mọi người. Nhưng mà mình thấy cũng tạm là được rồi. Thank you.
sẽ lấy cái màu vàng nhẹ, sau đó quẹt quẹt như thế này để quẹt cái hoàng hôn bắn chiếu xuống núi các mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ lọt băng keo thôi. Ok, thành vải nè mọi người ơi. Chỗ mình mưa cho nên mình lồng tiếng nó hơi ồn. Mong mọi người thông cảm nha. Nếu mọi người thấy bức tranh đẹp thì like và đăng ký YouTube ủng hộ mình nha. Mọi người nhớ bình luận cho mình nữa. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video quẻ lần sau.